Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình để gấp nhận 10 token Lava. Con này chạy trên tán Huobi Smartchain nha các bạn. Nếu tham gia giám này và link phần liên mô tả thì mình sẽ tắt chatbot nha các bạn. Con này nó sẽ sàn MDEX Exchange nha các bạn. Bấm start. Rồi các bạn cập nhật continue nha các bạn. Các bạn lưu cập tra là 47 nha. Chúng ta chơi bot nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Con này mình lấy trên nguồn group 6 khá là uy tín nha các bạn. Các bạn join vào nè. Các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh hai kênh group của nó nha các bạn. Giờ mình đã join rồi. Rồi tiếp theo thì các bạn follow Twitter và tweet cho bên bot nha các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nè. Like nè, tweet nè, token này. Rồi bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn like với 2-3 bài đi các bạn. Rồi bấm đáp lại nữa. Tiếp tục thì các bạn follow Medium nha bạn. Và like bot. Trên Medium các bạn vào không được thì các bạn phải cải biện như thế các bạn. Các bạn dùng phần mềm Tool VPN này các bạn. Các bạn có cái bì, các bạn follow người ta các bạn. Rồi bấm Done. Tiếp tục các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn nè. À còn MMO của bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Follow swap medium and bot submit. Rồi tiếp tục thì các bạn lấy username medium nha các bạn. Thì các bạn vào trang cá nhân nó cũng như Twitter đó các bạn. Rồi các bạn gửi username medium của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục các bạn bấm done. Nói có join kênh seller chưa thì các bạn đầu các bạn. Rồi gặp sao rồi bấm đón nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ Huobi Wallet này các bạn. Các bạn dùng địa chỉ Huobi Wallet. Các bạn copy con địa chỉ của hắn. Có HP này các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Bạn bắt vào rồi gửi cho bot nha các bạn. Bạn nào không biết tờ giấy wallet thì các bạn vào danh sách. Chết mày. Rồi các bạn, sau khi các bạn gửi địa chỉ xong thì các bạn sẽ nhận được 10 top cần có cái hiệu là Lava này các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.